Dạ vâng, kính chào các bạn và khán thính giả. Ngày hôm nay từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi xin tường thuật buổi nói chuyện trực tiếp với luật sư Lê Công Định về chương trình bốt bẩn tại Việt Nam và đấu tranh pháp lý với tham nhũng chính sách. Vâng, chào luật sư Lê Công Định. Dạ, xin chào anh và chào quý vị. Vâng. Vâng, như anh đã biết, trong thời gian vừa qua ở Việt Nam, đặc biệt ở những ngày gần đây tại Thăng Long, Nội Bài đã xảy ra những cuộc ở Việt Nam gọi là cuộc chiến bốt bẩn, chống bốt bẩn, và rất nhiều phương tiện cũng như những người dân đã tham gia vào cái cuộc chiến này, và họ đã bị gây rất nhiều khó khăn và sức ép từ phía chính quyền. Mặc dù ở đây phải nói những cái bốt như vậy tồn tại ở Việt Nam đã khá lâu và là cái điều nhức nhối đối với người dân Việt Nam. Vậy luật sư là một người trong nước có thể cho biết về cái việc này như thế nào ạ? Sự việc bốt bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài xảy ra ngày 11 tháng 5 vừa rồi là một sự việc rất là nghiêm trọng, là bởi vì cái BOT thu phí này nó đã tồn tại từ 10 năm nay, và cái sự tồn tại của nó là trái pháp luật chứ không phải là đúng luật. Bởi vì họ lập ra cái trạm thu phí này nằm trên đường Võ Văn Kiệt để nhằm mục đích thu phí của một cái tuyến tránh ở thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thì cái điều này người dân ngày càng bức xúc nhiều hơn, là bởi vì nhất là những doanh nghiệp mà có những cái xe vận tải thường xuyên chở hàng qua cái tuyến đường này, họ phải đóng phí vô lý cho một cái tuyến tránh khác mà họ không sử dụng đến. Thì như vậy nó gây cái tổn thất rất là lớn cho các cái doanh nghiệp và cho những cái người dân ở địa phương xung quanh, cho nên là người ta tụ tập lại để phản đối. Thì nhà cầm quyền thay vì giải quyết cái vấn đề này thì lại cho một cái lực lượng côn đồ, thực chất là những người công an giả danh mặc thường phục để bắt tất cả những người phản đối, thậm chí đánh họ đổ máu. Thì cái sự việc này không phải là vấn đề mới ở Việt Nam. Các cái trạm bốt thu phí như vậy nó đã tồn tại từ lâu và khắp dọc miền đất nước từ Nam chí Bắc. À, cách đây không lâu chúng ta cũng thấy có một cái sự kiện giống như vậy ở phố Cai Lậy Tiền Giang chẳng hạn, hay là gần đây thì có một số cái trạm thu phí bot như vậy ở miền Trung, cũng gây cái sự phản ứng của giới tài xế lái xe. Dạ vâng, quả thật những cái thông tin anh đưa ra và những cái chúng tôi đã tường thuật trực tiếp từ nhiều ngày hôm nay đã đưa đến người Việt Nam trong và ngoài nước được biết thông tin rất là nhiều về những cái phi lý do những cái bốt BOT này gây ra cho người dân Việt Nam. Vậy anh có thể về mặt pháp luật Việt Nam, anh có thể giải thích thêm về hành vi bắt người như vậy là vi phạm cụ thể luật pháp và hiến pháp như thế nào được không? Và điều khoản nào hoặc là tội danh gì được không ạ? Trước hết chúng ta nói về hiến pháp, thì hiến pháp Việt Nam tại điều 20 khoảng 2 nói rất rõ là mọi người dân có cái sự an toàn và tự do, và họ không thể bị bắt một cách vô cớ và không có cái quyết định của những cơ quan thực thi pháp luật và phải theo đúng một cái trình tự pháp lý. Nhưng chúng ta thấy là cái việc bắt ở trạm Bắc Thăng Long Nội Bài vừa rồi cho thấy là họ hoàn toàn làm không theo bất cứ một thủ tục pháp lý nào, và cái hành động đó có thể bị khép vào cái tội là bắt giữ và giam người trái pháp luật theo điều 157 của Bộ luật Hình sự 2015. Và thậm chí nếu như cái người bắt giữ đó mà là những người đang làm việc cho cơ quan nhà nước, cụ thể là trong ngành công an, thì họ còn phạm luôn một cái tội khác tại điều 377, đó là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt giữ và giam người trái phép. Thì như vậy chúng ta thấy là luật pháp Việt Nam hoàn toàn cấm đoán cái hành vi bắt giữ người một cách trái phép như vậy, và những cái hành vi đó không chỉ đơn thuần là xử lý về mặt hành chính hay là trong nội bộ của cơ quan của họ không, mà còn là một tội phạm hình sự sẽ bị khởi tố và truy tố trước pháp luật. Vâng, thế theo như luật sư trình đưa ra thông tin thì quả thật là những cái việc bắt giữ này là họ đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Vậy luật sư có thể cho biết những cái người mà bị bắt giữ đó hoặc bị gây khó khăn hoặc là bị phá hoại tài sản trong cái lúc bị bắt đó, họ có thể mời luật sư tham gia để kiện không, và đã kiện ai và như thế nào là không? Và Hoàn toàn có thể mời luật sư, thưa anh, là bởi vì cái hành động vi phạm pháp luật
của những cái người bắt giữ người dân ở tại trạm BOT Bắc Thăng Long Nội Bài là rất rõ ràng và được truyền thông mạng truyền hình rất là chi tiết. Và tôi nghĩ rằng là cơ quan công an một khi nhận được những cái đơn tố giác tội phạm như vậy thì chắc chắn là họ phải xử lý nếu họ công tâm và khách quan và phải giải quyết những cái hành vi vi phạm của luật theo luật định. Còn nếu mà chính họ là những người bao che thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là họ sẽ lại phớt lờ những cái đơn tố giác tội phạm của những người vừa bị bắt giữ vừa rồi. Vâng, thế luật sư có thể cho biết là khi bị khởi tố hoặc là kiện cáo những cái người mà bắt giữ như vậy thì những cái người dân họ nên đến chỗ nào để nộp đơn, hoặc là họ có thể gặp những luật sư nào ở đâu, và những cái đơn đó nên làm theo nhóm hay là theo từng cá nhân một ạ? Vì cái vụ này nó xảy ra ở ngoài miền Bắc cho nên là nên sử dụng các cái luật sư ở miền Bắc, mà tôi biết là có rất là nhiều luật sư sẵn lòng để tham gia cái vụ việc như thế này, và trong thời gian qua họ cũng đã từng giúp những nạn nhân của nhiều cái vụ bị công quyền quấy rối và bắt giam trái phép như vậy. Và tôi nghĩ rằng là những cái người bị bắt giữ ngày hôm qua không nên tự mình thực hiện những cái việc liên quan đến tố tụng mà nên dùng đến sự hỗ trợ pháp lý của luật sư. Và theo luật Việt Nam thì họ không được quyền kiện tập thể, cho nên là từng cá nhân một bị bắt giữ, bị gây thiệt hại về tài sản ngày hôm qua có thể từng người một nộp đơn lên các cơ quan điều tra để yêu cầu khởi tố cái vụ án này. Vâng, luật sư có thể giải thích thêm khi những người bắt giữ đó họ mặc thường phục và họ thậm chí có những cái hành động mà chúng ta đã nhìn thấy chứng kiến là người dân đã bị đánh chảy máu và có lẽ là bị thương tích trong bên trong thân thể nữa, mà những người mặc thường phục đó họ lại không không biết đấy là những người dân cũng là người bên ngoài được thuê hay đấy là công an, thì luật sư có thể giải thích thêm ạ? Trước hết thì mình cũng không nên đặt vấn đề nghi vấn đó là những công an giả danh, mặc dù là có thể lắm. Tuy nhiên là dù cho đó là những cái người được thuê bên ngoài, những cái người côn đồ ở trên giang hồ mà được thuê trả tiền để tấn công những người dân như vậy, thì rõ ràng là chính những người đó lẫn những người thuê họ đều vi phạm pháp luật. Như tôi nói, đó là điều 157 của Bộ luật hình sự về tội bắt giữ và giam người trái pháp luật. Và trong cái clip quay tường thuật ngày hôm qua thì tôi thấy rằng là những cái người công an cảnh sát giao thông họ đứng xung quanh đó, họ khoanh tay họ nhìn cái cảnh bắt giữ người trái pháp luật như vậy. Mặc dù xét về phương diện pháp lý họ là cơ quan công quyền, họ phải ngay lập tức bằng cái phương tiện mà pháp luật cho phép để ngăn chặn cái hành vi vi phạm pháp luật đó, nhưng họ không làm, và họ khoanh tay nhìn và thậm chí hỗ trợ những cái hành động bắt giam người trái pháp luật như vậy. Thì tôi nghĩ những cái cảnh sát giao thông đó cũng phải bị nghiêm trị. Vâng, trong clip ngày hôm qua và trong chương trình ngày hôm qua chúng ta cũng đã theo dõi là những người đấu tranh ở BOT Bắc Thăng Long Nội Bài họ đã bị bắt giữ và đưa về tạm giam tại công an huyện Sóc Sơn. Thế và luật sư có thể cho biết cái thông tin như vậy thì là đây là công an Sóc Sơn làm hay là phải có cái chủ trương của công an thành phố Hà Nội? Việc đưa về đồn công an ở huyện Sóc Sơn như vậy thì chắc chắn là những người bắt giữ họ thuộc cơ quan nhà nước, họ thuộc cái bộ máy công quyền. Và do đó mình có thể nói là không có nghi ngờ gì nữa, chính những người đó là những cái người công an giả dạng và họ đã có một cái hành vi lợi dụng cái quyền hạn mà được luật pháp cho phép để bắt giữ người trái pháp luật. Và một cái hành động bắt giữ người trái pháp luật một cách công nhiên giữa ban ngày như vậy thì chắc chắn không phải là một mệnh lệnh hoặc là một cái hành động bộc phát ngay vào lúc đó, mà ở đây có một cái sự sắp xếp để chuẩn bị từ trước của ngành công an rồi. Và tôi nghĩ rằng là điều này cần phải có cái sự điều tra. Vâng, quả thực xảy ra những cái việc như vậy thì không những người Việt Nam trong nước mà chúng tôi đã chứng kiến những người Việt Nam ở sống ở nước ngoài, hàng triệu kiều bào cũng đã rất để ý và họ đã có những cái chia sẻ rất giận dữ. Và trong những cái chia sẻ đó thì chúng tôi thấy những cái điều mà thậm chí là rất là cực đoan. Họ có phải đi tìm những người đã từng đánh những cái anh em, những cái người đấu tranh
chống bốt bẩn Thăng Long Nội Bài, rồi tóm lại họ có thể có những cái hành động mà nếu pháp luật và không nghiêm nghiêm trị những cái người gây ra cái chuyện đó, đó là những cái người làm việc trong tổ công quyền của chính quyền để giữ trật tự trị an, như luật sư vừa nói là cảnh sát giao thông, họ lại đứng khoanh tay nhìn những người mặc thường phục nào đó bắt giữ hoặc là đánh những người dân trong cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài như vậy. Thì luật sư có thể cho biết rằng trong tương lai những người đấu tranh nên có những cách thức như thế nào để hạn chế tối đa nguy cơ bị bắt giữ một cách vô pháp như thế không? Thực sự là chính quyền Việt Nam tôi thấy là họ ngày càng hành động một cách rất là cực đoan và họ bất chấp luật pháp, như cái việc bắt giam anh Hà Văn Nam trước đây cũng tại cái trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài, thì cái hành động đó cho thấy rằng là họ bất chấp luật pháp, và những người mà thực sự muốn phản đối họ phải lúc nào cũng hãy biết rằng là cái hành động của mình là nói lên tiếng nói công lý, nhưng chắc chắn sẽ có một cái rủi ro rất là lớn là họ có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào. Và tôi nói thật là dù cho chúng ta có chuẩn bị đến mức nào đi nữa thì với một cái chính quyền sẵn sàng chà đạp pháp luật thì những cái rủi ro vẫn còn có ở trước mắt. Và do đó chúng ta phải chuẩn bị trước cái tinh thần là chúng ta có thể bị họ bắt giữ một cách trái pháp luật. Vâng, có một bạn đọc tên là Quang Nguyễn đã hỏi luật sư cho biết nếu đi qua bốt mà không trả tiền thì người tham gia giao thông phạm luật gì không? Theo yêu cầu ở những cái trạm thu phí mà luật, những cái văn bản luật ở những cái chính quyền địa phương cho phép họ thu phí, thì nếu mà chúng ta từ chối trả tiền thì có thể là bị xem là vi phạm và họ có thể từ chối phục vụ bằng cách là họ không cho chúng ta vượt qua được cái con đường đó. Chứ còn về xét từ phương diện pháp lý thì nếu mà chúng ta một tập thể yêu cầu chính quyền phải làm rõ những cái nguồn chi và những cái nguồn thu của BOT, các trạm thu phí đó, thì chắc chắn là những cái hành động không có được bị coi là vi phạm pháp luật. Còn cái việc trả tiền thì có thể là họ từ chối phục vụ những cái tài xế cụ thể, những cái xe cụ thể mà thôi. Vâng, có một bạn đọc khác tên là Phan Đình Thục có hỏi những hình ảnh cho thấy đâu phải là nhân viên công lực, có nghĩa là cảnh sát bắt người, thấy những người mặc áo dân sự đã tham gia vào bắt giữ và dẫn giải cái người dân phản đối BOT tại Bắc Thăng Long Nội Bài. Thì nếu mà như vậy thì xin hỏi là truy tố hoặc là tìm cách làm sao đưa những người này ra pháp luật bằng cách nào? Chắc chắn là việc bắt giữ những người này để mà truy tố họ thì phải là thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước, cụ thể là công an. Và chúng ta biết rõ là chắc chắn là công an đứng đằng sau vụ này, cho nên dù cho chúng ta có yêu cầu cơ quan công an đi nữa thì họ cũng sẽ từ chối không thực hiện cái việc điều tra, khởi tố và truy tố cái vụ án này. Như anh Lê Trung Khoa nói khi nãy là những cái vụ việc bắt người ngày hôm qua đều đưa về đồn công an của huyện Sóc Sơn, thì chúng ta biết là người này ở đâu ra rồi. Họ không phải chỉ đơn thuần là những người giang hồ hoặc là giới côn đồ mà được thuê cách thuần túy đâu. Ở đây chắc chắn là có một cái bộ máy công an đứng phía sau lưng họ. Vâng, có một bạn khác nữa cũng đang hỏi và tham gia ý kiến. Thế những người dân Việt Nam không phải tại trong nước, mà khi kể cả những người Việt Nam mà kiều bào ở nước ngoài, thì Đại sứ quán Việt Nam tại những cái nước sở tại ở đây là đại diện cho nhà nước Việt Nam. Vậy họ có thể đến những đại sứ quán đó, người dân Việt Nam ở các nước đến đại sứ quán các nước đó phản đối cái việc thu phí BOT một cách bất hợp lý này không? Hoàn toàn có thể được, bởi tôi nghĩ là luật pháp ở nước ngoài không cấm cái việc người dân ở đâu và dù cho về vấn đề gì thì người ta có quyền lên tiếng để phản đối, và phản đối bất kỳ ai trong cái khuôn khổ pháp lý của cái nước sở tại thôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng những kiều bào ở nước ngoài hoàn toàn có thể lên tiếng về việc này trước các sứ của Việt Nam. Vâng, có một bạn nữa cũng hỏi chị Huệ Như,
tức là cái người mà đã đấu tranh cho chống bốt bẩn Thăng Long Nội Bài ngày hôm qua, và chị nói rằng đã gửi đơn kiến nghị, đơn tố cáo với các bộ ban ngành, yêu cầu công an địa phương hướng dẫn hỗ trợ tư pháp và nhà điều hành yêu cầu cho họ xem cái chứng từ thu phí, thế nhưng mà đã không được đáp ứng. Thế thì theo luật sư thì chị phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là phải tiếp tục cái việc yêu cầu cơ quan nhà nước phải đối thoại và phải trả lời cái đơn tố giác tội phạm và bắt buộc phải giải quyết cái tình hình của cái trạm thu phí ở Bắc Thăng Long Nội Bài này. Bởi vì 10 năm nay rõ ràng là họ đã thu phí một cách trái pháp luật, và nếu tiếp tục bảo vệ trạm thu phí này thì nhà cầm quyền tự mình đã đứng trên pháp luật rồi. Và do đó tôi nghĩ người dân phải kiên trì tiếp tục đòi hỏi cái quyền lợi của mình và yêu cầu họ phải giải quyết mà thôi. Có một bạn tên là Trần Quang Dũng có hỏi, xin hỏi luật sư, những người công an thấy những hành vi bắt người trái pháp luật thì những người công an ở đó có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đó không, nếu họ không tham gia vào việc giữ gìn trật tự hoặc là giải quyết cái vấn đề đó, bởi vì như luật sư đã thấy là đều là những người mặc thường phục và không có thẻ nghề ngành để ra bắt giữ những người dân đấu tranh ở Thăng Long Nội Bài ạ. À, như tôi nói khi nãy là những cảnh sát giao thông đó, những người công an mặc cảnh phục mà đứng khoanh tay nhìn cái cảnh bắt người đánh người như vậy mà không can thiệp ngay lập tức thì chính bản thân họ đã thiếu trách nhiệm trong cái việc thực thi công vụ của mình, và những người như vậy cần phải bị trừng trị về phương diện pháp lý. À, tất nhiên có thể là cái việc khoanh tay đứng nhìn đó không phạm vào tội hình sự, nhưng rõ ràng về mặt công vụ, về mặt hành chính họ đã vi phạm pháp luật. Vâng, thêm một cái, một người hỏi nữa, khi đi qua những cái chỗ bốt Bắc Thăng Long Nội Bài, họ đã phản ứng rất cụ thể, đó là việc họ không đóng trả tiền, bởi vì họ cho rằng là cái BOT này đã vi phạm và thu tiền bất hợp pháp của người dân, nhưng mà họ đã bị những cái người ở đó là những người thường phục hoặc kể cả những người mặc sắc phục đến để trấn áp, thì họ phải tự vệ hay làm sao bây giờ? Chắc chắn là nếu mặc thường phục thì người dân hoàn toàn có quyền tự vệ. Vì đây không phải là nhân viên công vụ, cho nên việc tự vệ đó không thể bị coi là chống người thi hành công vụ. Và người dân hoàn toàn có quyền tự vệ một cách hợp pháp và chính đáng theo luật pháp. Vâng, bây giờ đến cái vấn đề tiếp theo mà cũng có nhiều người quan tâm, đó là việc khi nước Việt Nam càng ngày càng có ký kết những cái văn kiện hợp tác và đối với các nước trên thế giới, trong đó có nhân quyền, tự do báo chí, tự do biểu đạt và rất là nhiều quyền, và gần đây nhất thì chúng ta cũng đã biết chuẩn bị họ phải đưa ra bàn thảo việc là phải cho phép Việt Nam, trong nước Việt Nam thành lập công đoàn độc lập. Dần dần ngay cả hiệp định thương mại tự do với châu Âu là EVFTA cũng đã chuẩn bị được đưa vào vận hành, và trong hiệp định này đều nói rất rõ về quyền biểu đạt của người dân, về nhân quyền. Thì về mặt phương diện quốc tế thì luật sư có thể cho biết những hành vi bắt người như thế ở Việt Nam sẽ bị phạm pháp như thế nào đối với pháp luật quốc tế, những cái điều luật mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế ạ? Việt Nam tham gia vào cái tuyên bố quốc tế về nhân quyền năm 1948. Thì theo tuyên ngôn nhân quyền này, điều 9 được quy định rất là rõ ràng là bất kể công dân ở nước nào cũng không thể bị bắt bớ một cách vô cớ, và việc bắt giam họ phải được thực thi theo đúng thủ tục luật định của nước đó, và người dân không thể bị bắt giam một cách tùy tiện và một cách trái pháp luật theo luật nước sở tại được. Và theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, cũng tại điều 9 thì cũng quy định một cách cụ thể hơn cái điều 9 của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế rằng tất cả công dân trên thế giới này ai cũng có cái quyền được sự bảo hộ của luật pháp và an toàn về phương diện pháp lý, và họ không thể bị nhà cầm quyền sở tại bắt giam một cách tùy tiện. Và do đó những cái hành động bắt giữ người ngày hôm qua ở trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài rõ ràng là một cái hành vi giữ người tùy tiện trái pháp luật. Và ngay cả xét về phương diện luật pháp quốc gia của Việt Nam thì cái hành động đó cũng vi phạm luôn luật pháp của Việt Nam. Và nếu mà chính phủ Việt Nam không giải quyết vấn đề này thì họ nghiễm nhiên vi phạm những cái công ước quốc tế mà họ đã tham gia như là một cái thành viên. Vâng,
Về mặt phương diện quốc tế, có một người khác hỏi khi chứng minh được rằng những cái người sĩ quan công an hoặc là những cái người được điều hành cho cái việc đàn áp người dân và để họ phải đổ máu như ngày hôm qua chúng ta thấy bị chảy máu và bị thương tích trong người, thì những người đó họ có quyền không những kiện ở Việt Nam mà họ có quyền đâm đơn kiện những cái quan chức Việt Nam này ra tòa án quốc tế không ạ? Theo tôi biết thì không có một cái định chế quốc tế nào để xét xử những cái việc vi phạm về tội hình tra tấn đánh đập người ở một quốc gia khác. Tuy nhiên ở Mỹ chẳng hạn thì tòa án Mỹ có thể thụ lý một cái vụ kiện dân sự để yêu cầu đòi bồi thường trong trường hợp công dân của một nước khác chứng minh là họ bị một cái quan chức cụ thể của chính quyền sở tại tấn công đánh đập họ và gây thương tích cho họ hoặc là gây tổn thất về tài sản cho họ, thì họ có thể kiện ở tòa án Hoa Kỳ để yêu cầu bồi thường. Và chúng ta biết là ở tòa án Hoa Kỳ, theo luật pháp của Hoa Kỳ, thì những cái khoản tiền bồi thường liên quan đến nhân thân, tính mạng, sức khỏe thì những khoản đó rất là cao. Và do đó, nếu mà chúng ta thu thập bằng chứng, có người chứng kiến cụ thể về một quan chức, một nhân viên công quyền của Việt Nam tấn công gây đổ máu cho họ, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiện ở tòa án Mỹ được. Vâng, cũng như luật sư và nhiều người xem truyền hình gần đây cũng biết, nhiều quan chức Việt Nam bắt đầu đưa tiền đầu tư và định cư ở nước ngoài. Vậy trong trường hợp này thì khi những cái người quan chức đó họ vi phạm pháp luật tại Việt Nam, thậm chí vi phạm pháp luật quốc tế bằng hình thức tra tấn hoặc là bắt bớ những người dân đấu tranh và chỉ họ nói lên tiếng nói trung thực của mình cũng như là tự do biểu đạt của mình, thì vậy những quan chức đó có bị hạn chế khi xuất cảnh khỏi Việt Nam hoặc là khi nhập cảnh vào các nước dân chủ mà họ đang chấp nhận những cái quyền đó không ạ? Có cái đạo luật về Magnitsky ở Mỹ chẳng hạn, thì đạo luật này là cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong trường hợp mà họ có những cái bằng chứng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng ngược lại cũng có một cái đạo luật khác ở Hoa Kỳ, tuy không cấm người đó nhập cảnh, nhưng mà cái sự có mặt của cái người mà gây ra cái tình trạng tra tấn, bắt giam người trái pháp luật, thì nếu những người đó có mặt và hoặc là họ có tài sản ở trên đất Mỹ, thì những cái nạn nhân bị tra tấn đó hoàn toàn có thể đem cái viên chức công quyền đó ra trước tòa án Mỹ, và với một cái bản án có hiệu lực pháp lý ở Mỹ thì hoàn toàn có thể tịch thu kê biên tài sản của quan chức đó ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vâng, quả thật những thông tin luật sư cung cấp cho bạn đọc cũng như những người xem ngày hôm nay và những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài rất quý báu, bởi vì qua đó chúng ta đã biết được những cái biện pháp pháp lý và những cái điều có thể giúp cho những cái người đấu tranh chống bốt bẩn tại Việt Nam sẽ bớt khó khăn hơn trong cái chương trình thời gian tới. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem cái chương trình truyền hình thực tế của Thời báo .d từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức với khách mời là luật sư Lê Công Định tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn luật sư Lê Công Định đã tham gia chương trình truyền hình này, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lê Trung Khoa cũng như cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Vâng, các bạn hãy chia sẻ nhiều thông tin này để cho nhiều người cùng biết, và chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại vào chương trình chống bốt bẩn tại Việt Nam, chống tham nhũng chính sách tại Việt Nam vào chương trình lần tới. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.